Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thành viên mới luôn. Em này là đẳng cấp Legend Daisy và chỉ có hai hệ thôi nha các bạn. Nhưng mà bé này là bé mới cho nên mình muốn review cho các bạn xem cho vui. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho nó ăn nhé. Con này có một cái màu rất là đẹp luôn, đó chính là màu tím các bạn à. Hai cái sừng chà bá và đôi cánh cũng một sừng luôn. Theo cái sự tính toán của mình thì chú này có tới 8 cái luôn các bạn. 10 cái luôn chứ. 1, 2, 3, bên kia 3 nữa là 6. Hai cái sừng, hai này nữa 10 cái sừng đó các bạn à. Oh my god. Và cái đuôi nó kìa à, giống như cái đuôi của con bò cạp vậy. Chú ấy hiện tại là level 20 nha. Chắc mình cho lên 21 đi cho nó khác lại người ta. Rồi 22 đi cho nó đẹp. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ mang thử cái bé này đi quậy nha. Còn bây giờ đi thu hoạch thức ăn nha mọi người. Đây, nhiệm vụ cuộc đua Heric lần này là nó bắt mình đi thu hoạch thức ăn. Rồi mua thức. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào cái khu vực cái khu vực list để review nhẹ cho các bạn xem về cái thành viên mới của mình nhé. Đây, chúng ta sẽ vào khu vực list và lựa chọn cái em đáng yêu đó. Để mình xem con đó là đẳng cấp L và nó có chiêu này nhé. Đây, chiêu mặt trăng nữa, rất là dễ kiếm luôn. What? Lít lộn rồi à, lít lộn vào một cái em đẳng cấp là L nhưng mà đó không phải. Rồi, lựa chọn lại nè. Để mình kiếm xem bé ấy nằm đâu. Wow, mình có khá là nhiều con rồng hệ này luôn. Coi bộ hơi khó kiếm mà nghe. Đây rồi, thành viên mới của chúng ta level 22. Action, chúng ta sẽ cùng nhau đại chiến với anh bạn hot boy này nghe. Wow, mới vào gặp phải Heric nữa rồi. Nhưng mà không sao. Rocko. Ây chà, không biết các bạn mới này của mình đam lên được 6.000 không nhỉ. Thử rồi mới biết. Hai con đều là màu tím. What? Chỉ có 4.200 thôi. Mặc dù bạn đẳng cấp là Legend Daisy, nhưng mà sức mạnh thì khá là bèo như con mèo luôn. Tiếp theo chúng ta chào đón một thành viên, đó chính là khủng long bạo chúa, hay còn gọi là khủng long băng vậy. Các bạn thích tên nào thì cứ quất tên đó ha. Đây, mình sẽ khều nhẹ với tiền chiêu đến từ trâu mũi khoan và tiếp tục thi triển khả năng của anh bạn Bonnie. Chắc lẽ là mình sẽ đổi con Bonnie đi ha. Con này quay mấy clip rồi thấy cái mặt nó gọi là nhàm rồi, chán luôn rồi. Chán cái mặt nó luôn ấy. Liên quan kích đã được thi triển. Nhưng mà hy sinh. Ồ, mình vẫn chưa chết nha. Em vẫn còn. Cứ nghĩ đâu là sẽ bị banh sát bởi thành viên này. Nhưng mà ai ngờ mình vẫn còn các bạn. Victory. Rồi, tiếp theo. Ây cha cha, đi vô mình đổi con đã. Anh này mang bé 4 mùa đi. Bé 4 mùa của mình vẫn chưa lên được mát chứ A cộng. Mặc dù chú ấy hiện tại đang là 3 ngôi sao vàng lấp lánh, đủ sức để cân cả thế giới luôn. Nhưng mà tính ra thì Legend mà 3 sao vẫn không bằng Heric các bạn à. Con Heric dù sao á là nó không có sao nào nhưng mà máu nó vẫn trên mình. Nhìn ức chế ghê không. Mình 3 sao luôn nhưng mà so với nó mình chả nghĩa đệ gì hết luôn. Nó quất một cái là 53.000, quất hai cái là tắt thở liền. Trời ơi, còn mình quýnh nó như phổi bụi vậy. Tính ra là Heric nó mạnh ma đạo luôn. Thấy ghê chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiệm chiêu Warface. Con trâu mỏi khoan. Lần này thì còn 2.000. Vậy thì là cái thành viên mới của chúng ta dư sức để có thể hạ rồi nghe các bạn. Bật cho mình cái chiêu 13.000. Ủa, 11.000. 11.003. Wow, tại sao nó lại đang to thế trong khi lúc nãy nó đam chỉ có nó quýnh chỉ có 4.200 nhỉ. Chắc là phải gặp đối thủ nó mới mạnh được. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nào.
cộng 1 luôn hả man? Mình cho bạn cộng 10 luôn á. Bạn cứ việc thoải mái nha. Rồi, thành viên tiếp theo level 76. Vô chào hỏi đàng hoàng luôn. Super Dragon hay còn gọi là cô nàng siêu nhân. Ở đây cô nàng siêu nhân này level 60, có 30, 35. Tên bạn chỉ có 3 con thôi, nhưng mà con nào cũng đều là 35 cả. Ăn uống khá là đầy đủ. Rồi, mình biết là mình không thể nào đam lên 9800, cho nên mình sẽ nhờ bé bốn mùa. Thành viên kết bạn dùng cà ri dê đã bắt đầu xuất hiện với cánh tay bị cụt mất một bên. Đó, còn một bên thì cầm đau. Oh my god. Bởi vậy tao nói rồi, không có được làm ăn trộm ăn cướp, nghe chưa? Làm mấy cái đó là thấy gọi là không ổn rồi, nghề nghiệp không chân chính. Ây, tới giờ mất hết một tài, còn bây giờ là tới ông điệu bụng bự. Wow. Lá bùa đã được vẽ do ăn ở rất là tốt, cho nên được phong thần các bạn à. Gọi là thần địa. Quá tiền quá. Ở đây thì mình đã hết đánh được rồi. Mình sẽ phải ra ngoài và mình làm nhiệm vụ hen. À, cái sự kiện này, cái sự kiện vô cùng hot luôn. What? À, mình không thể leo tường được. Nó không cho mình vượt rào các bạn à. Mình vượt rào là mình lụm được cái tấm đó rồi. Thôi, chúng ta còn phải đi lết từng bước hen. Không sao, cứ từ từ rồi cũng tới nơi. Đây, mình đang có được 1148 điểm luôn. Chơi thoải mái luôn. Xả láng rồi là sáng về sớm. Còn 9 tiếng nữa là sẽ hết sự kiện này rồi. Chúng ta sẽ đến với sự kiện mới. Còn cái cuộc đua Heroic thì nó hơi bị dài luôn. Nó kéo tới mấy ngày luôn. Đây. Chúng ta lên đây lùm người con này. Chơi luôn. Là mình còn phải có một cái độ là lầy lội đáng kể. Cái độ lầy của mình phải hậu báo hơn tên bạn mới được. Ở đây đi thẳng. Rồi đi thẳng ngang. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ ủi cái con này. Tới luôn. Đại chiến. Bây giờ thì cho trâu mũi khoan đi. Chơi vậy cho nó chắc. Đó, mất công lấy cái con kia ra quýnh hỗn lợi nữa. Biết đâu bất ngờ tên bạn nó đam với mình. Và khi đó đó là chúng ta sẽ phải gọi là hơi thay nơi chiến trường hoang dã. Ôi, quá tuyệt vời. Đây thì chắc mình xúc luôn cái này đi ha. Tốn có một viên game thôi mà. Và lần này mình cho bé bốn mồ đi. Con bốn mồ này mặc dù đó là nó không phải là cái dạng dữ dằn như Heroic, nhưng mà đối phó với mấy cái con này là nó dư sức luôn. Em dư sức luôn mấy anh ơi. Victory. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh Anh Tây Channel thì nhớ bấm đăng ký kênh nha. Và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. Để khi mà Anh Tây ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Và đừng quên để lại cho Anh Tây một like để ủng hộ với nghe, để cho mình có thêm động lực mà mình ra nhiều tập mới cho các bạn xem. Wow. À, và anh em nào mà không nhận được thông báo thì cứ vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là 2 khung giờ mình sẽ ra những cái tập mới. Các bạn chỉ cần lên YouTube gọi chữ HNT là sẽ ra nghe. Đây, còn bây giờ thì chúng ta thử xem nào. Thu hoạch ít thức ăn nè. Và nhiệm vụ của mình tới đâu rồi? Ồ, nhiệm vụ này có bộ cây cứu nghe, xài cái Mr. Bean cái hen. Tới luôn. Tới luôn. What? Cho quay nữa hả? Nó làm như mình là rảnh lắm nhờ. Nó làm như mình là khoái quay lắm nhờ. Lại một vòng quay nữa. Lại nữa. Cái số sao á. Hôm nay cái số sao á. Cho quay 3 lần luôn. Đừng có cho quay nữa không em. Ô, chúng ta đã bỏ qua được một cửa. À, nó bỏ cho mình cái cửa dài nhất luôn các bạn à. Quá tuyệt vời luôn. Giờ thì chỉ cần đi thu hoạch thức ăn thôi là sẽ qua cái cửa còn lại.
Đó, qua cửa rồi nghe. Đây, đua gọi là tốc hành luôn. Bây giờ là tới thả thính ra. Đây, thả ra là một cành cây liền. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là nhẹ nhàng luôn. Ở đây like con gì đây, con này cấp E nè, con này đẹp hơn, quất nó. Cái việc thoải mái mà like luôn. Like được nữa, không được nữa luôn. Được nữa thì quất nó. Ok. Rồi, chờ nó ra thôi. Và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.